Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4. Và ngay sáng nay, 27 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã lên đường vào Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo các tỉnh, thành phố ở Trung Bộ ứng phó với bão số 4. Ban chỉ đạo gồm Phó Thủ tướng, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Văn Thành làm trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan làm Phó trưởng ban thường trực. Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan như Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thì cái đoàn công tác của Cục Cứu hộ nạn do đồng chí Trung tướng Doãn Thái Đức là Cục trưởng Cục Cứu hộ nạn, đồng thời là Tránh Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm nạn, sẽ là trưởng đoàn cùng với lại chỉ huy trưởng trung tâm và các phòng nghiệp vụ sẽ có mặt tại thành phố Đà Nẵng để cùng với quân khu 5 thành lập cái sở chỉ huy tiền phương sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra. Ban chỉ đạo tiền phương có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 4, bảo đảm kịp thời, hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng nhân dân, hạn chế thiệt hại do bão, chỉ đạo giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.